Hello, xin chào. Chào cả nhà. Vào một buổi sáng, bây giờ là tầm 10 giờ rồi anh em ạ. Mình lại tranh thủ để đi thăm cái khu bẫy mà ở gần nhà nhá anh em nhé. Cái khu bẫy mà đợt trước là mình bẫy cái bẫy lồng dính được em sóc đất. Và hôm nay mình sẽ đưa anh em cùng mình để lên thăm hai cái bẫy kia và cái bẫy lồng. Cái hai cái bẫy này mình đã bỏ bê 3 ngày rồi anh em ạ. Không biết là có dính được em gì hay không thì mình vẫn tiếp tục dình em cáo mèo. Nó hay về gom phân ở cái khu vực này. Và giờ mình sẽ đưa anh em cùng mình đi thăm thăm qua hai cái bẫy nhé. Ok rồi anh em ơi, cái bẫy mình đã bật, mình đã thấy cái khu vực nát nát rồi. Wow, tuyệt vời, đã dính được em cá mèo rồi anh em ạ. Đây, em cá mèo khá là khủng, tuyệt vời rồi. Tầm 2 cân hơn. Lâu lắm rồi mình không không dính cầy cáo rồi anh em ạ. Kia, cái bẫy của mình ở kia nhá. Mình đã buộc vào cái gốc cây. Cái cây để làm mình làm cái cột lưới. Tuyệt vời rồi anh em ạ. Đây, cái hố bẫy của mình đây. Cuối cùng nó cũng đã về. Và mình sẽ lên thăm cái bẫy bên trên kia, xem nó như thế nào nhé. Vậy là ngon lành rồi anh em ạ. Không ngờ bẫy gần nhà thôi nhưng mà cũng vẫn lên hàng nhá. Kia, cái bẫy của mình vẫn ở kia, chưa bật anh em ạ. Và mình lại về thăm mà không mang theo cái gì đựng, thì mình sẽ cởi cái dây và lấy xuống cái lồng đựng ở bên dưới kia để đựng tạm. Tuyệt vời rồi anh em ạ. Lại tiếp tục lên hàng. Em này chắc là hơn 2 cân. Tuyệt vời quá, ở gần nhà thôi nha anh em nhé. Đây, khu ruộng của làng mình. Và nhà nhiếc là, nhưng mà mình vẫn đặt bẫy ở đây cả ngày, cũng không có con gì nó lên đây cả, chó mèo rồi là ấy, dân làng thì họ cũng không lên đây mấy, bởi vì là cái khu nghĩa trang khá là rậm rạp. Tuyệt vời rồi, và mình sẽ cởi cái dây ra và mình sẽ lấy xuống dưới kia để cho vào cái lồng. Cái lồng của mình vẫn đặt ở chỗ cũ nhé, ở chỗ hôm trước dính được em trộn đèn kia. Nó đã quấn vào đây rất là nhiều vòng anh em ạ. Cũng như là mình sẽ cố cởi ra và lấy xuống bên dưới kia để cho vào cái lồng. Rất là tuyệt vời. Lâu lắm rồi mình cũng không lên hàng hàng trộn, hàng cáo rồi. Thời gian này cũng chỉ toàn dính được gà lôi thôi. Trời nắng, rất là nóng rồi. Và mình sẽ tạm dừng để mình lấy xuống cái lồng rồi mình hắng quay tiếp nha anh em nhé. Vậy là mình đã cho vào trong cái lồng xong rồi anh em ạ. Đây. Cũng khá là khủng. Tầm 2 cân 6, 2 cân 7 nha anh em nhé. Mình xách cũng khá là nặng. Tuyệt vời rồi anh em ạ.
không ngờ lại ở gần nhà mà vẫn lên hàng. Thật là tuyệt vời, quả là khá là may mắn. Đây. Lâu lắm rồi nhá anh em nhé, mình không vào hàng cáo rồi, hàng cầy rồi. Mình đã dình em này được một tháng trời rồi, rất là lâu rồi, và hôm nay mới bắt được. Con này là đã về ăn gà, cái nhà ngay ở bên cạnh này là rất là nhiều rồi mà giờ mình mới bắt được. Người dân họ rất là phàn nàn, kêu ca bảo là mất gà rất là nhiều. Vậy là đã bắt được em nó, và cái bẫy mình cũng sẽ lấy về thôi, và để đi chỗ khác đặt cái bẫy của mình. Đây, cái bẫy cũng bé thôi nhưng mà dính nó rất là chắc chắn luôn, cũng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đã vào là khó mà tuột nha anh em nhé. Nó cũng làm cái dây cáp bị xoắn hết này. Mình sẽ lấy về, lấy cái bẫy về. Và lúc nãy cái lấy còn ở bên trên kia, mình còn không nhớ cầm xuống. Nhưng mà ở nhà mình còn rất là nhiều lấy, mình lấy về nhà mình hắn lấy cái lấy ở nhà cũng được, và để lấy đi xa bấy thôi. Ở khu vực này chỉ còn mỗi con này thôi, vậy là đã hết rồi. Và sẽ đi chỗ khác đặt. Khu vực bên kia đồi. Trước kia thì mình cũng đã từng đặt bên kia và cũng vẫn có gà rừng, gà lôi và mèo rừng. Nhưng mà cái khu vực gần nhà thì người gì dân họ hay đi cạo nhựa và họ mang theo chó thì mình không thể đặt được. Vì vậy là cái khu vực bên kia thì vẫn có nhưng mà mình không đặt được. Tới này thì đến vụ đông thì người ta không cạo nhựa nữa thì mình sẽ sang bên kia đặt cái khu mới xem là có kết quả gì hay không. Thì hôm nào mình đi đặt thì mình sẽ đi quay cho anh em xem. Đây là hàng của mình. Rất là tuyệt vời, rất là may mắn anh em ạ. Mình nói qua cho anh em biết là như thế này nhé. Những cái khu vực nào có cáo mèo ấy thì là anh em đặt bẫy ở trong những cái bụi rậm, và phải thật kiên trì nha anh em nhé. Thật kiên trì thì mới ăn được cáo mèo, còn không thì chỉ bẫy dăm bữa nửa tháng thì cũng không bắt được nó đâu. Bởi vì là loại này là rất là khôn và nó đi kiếm ăn thì rất là rộng. Đây, xe của mình ở dưới này nhá. Và mình sẽ đá xuống đến xe và mình sẽ đi về thôi. Đây, mình đã xuống đến đường nhá. Đấy, cái khu vực rất là đẹp, khung cảnh rất là tuyệt vời. Đây, xe của mình. Và giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến đi rừng tiếp theo nhé. Chào anh em.